Tập 16. Thịt chân giò khó mua lắm đấy, phải xếp hàng đặt gạch, đến muộn là không mua được đâu. Đúng vậy, con thấy bố thích ăn nên đi để mua đấy. Con gái vẫn chu đáo nhất, con trai chỉ là thể diện. Con gái mới là cốt lõi, già rồi dựa vào mấy cô con gái thôi. Được được. Bố nói này đúng là hồi phục nhanh thật. Lần này bố mới biết thế nào là bàn tay cứu người. Và cảm ơn bác sĩ Tự đàng hoàng nhé. Con cảm ơn anh ấy rồi. Anh ấy nói đó là chức trách của bác sĩ. Không cần cảm ơn. Nói cảm ơn không sao được. Phải dùng hành động thể hiện mới chân thành. Đúng vậy, con thể hiện thế nào chứ? Chân giò này, rồi xíu mại nữa, mang cho người ta một ít đi. Không cần đâu, anh ấy đang làm việc mà. Chúng ta đến sẽ làm phiền đó. Đến giờ ăn trưa, bác sĩ cũng phải ăn cơm, đúng không? Bình thường cậu ấy không được ăn mấy thứ này đâu. Đúng đấy, bố con hồi phục tốt thế. Tất cả đều nhờ công lao của bác sĩ Từ. Đúng đấy, Vũ Tình, em nghe lời bố đi. Mau mang qua đó đi. Đi đi, đừng mà, không cần đâu. Không cần gì chứ, nhìn con đi. Bố đi cùng với con được chưa? Con đi là được, không sao. Chúng ta thể hiện thành ý, mặc áo vào được rồi. Ông đi từ từ, bố đi cẩn thận đấy. Được rồi, bố mặc quần áo vào đã. Đợi bố con đi, bố đi từ từ thôi. Người tiếp theo, Dung Ngọc Hòa, có đây. Trước đây xét nghiệm gì chưa? Để làm quá nghiệm. Chúng ta ngồi đây đợi một chút. Dừng. Người tiếp theo số 20, có đây. Hay là chúng ta về đợi đi. Đã đến rồi, đợi thêm chút nữa đi. Con đi rót nước cho bố nhé. Được. Được rồi, để bố. Được. Chú Quang, cơ trưởng Quang, bác sĩ Tự mời hai người vào trong. Nào. Bác sĩ Tự, chú có chịu chỗ nào hả? Không không, bác sĩ Tự đích thân làm phẫu thuật. Tốt lắm, tốt lắm. Cái này... Bố nói không được sao? Cái này bố tôi mang cho anh chút đồ ăn. Cái đó... Cái đó cái gì? Vị đại dân của con bé hôm nay đến chỗ Thiên Phúc Cư mua chân giò hàm tương. Anh cả ngày không được uống nước. Mà uống nước đi, nói nhiều vậy rồi. Đúng, cảm ơn. Chúng tôi có chút thành ý. Cảm ơn cậu đã cứu cái mạng già này của tôi. Chú Quang, chú khách sáo rồi. Đó là điều cháu nên làm. Lần này cháu cung kính không bằng tuân mệnh. Được. Mà ăn đi. Alo, tôi đây. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Có một bệnh nhân nặng cần phải làm phẫu thuật. Khi nào cháu về cháu sẽ ăn. Về cháu sẽ ăn. Con xem bao giờ mới được ăn. Anh ta cứ thế đi sao? Phải. Vậy chúng ta không thể đứng đây đợi. Hay là con viết một lời nhắn nha. Được. Đây đây. Đồng nghiệp. Anh lái xe công nghệ à? Phải, anh cũng vậy sao? Tôi cũng vậy.
Mới làm được mấy ngày hả? Sao anh biết? Dừng xe mà không tắt máy tốn dầu quá. Tôi mua cái bánh bao thì tốn bao nhiêu dầu? Chúng ta phân tích nha. Dừng xe không tắt máy không nói, ngày nào anh cũng không tính toán, cứ tăng tốc, giảm tốc liên tục. Tiền dầu tốn hơn mấy chục rồi. Vậy sao? Chúng ta cả ngày lấy xe 8 tiếng mới kiếm được mấy trăm, trừ đi tiền dầu, tiền cơm, tiền đưa cho hãng, đến tay chúng ta còn lại được bao nhiêu đâu. Anh tính khoản đó chưa? Nghiêm trọng vậy sao? Chưa nghiêm trọng đến vậy đâu, tính cho hẳn hoi đi. Tôi lại có đơn rồi này. Không nói nữa, tôi mua đồ ăn đã. Tạm biệt. Năm món một canh đủ không ạ? Đủ, thêm bàn nữa đi, bàn này đã hết rồi. Ăn có bữa cơm sao phải thịnh soạn thế chứ? Thịnh soạn nữa cũng đâu có quá đáng. Bác sĩ Từ tốt biết mấy, tay nghề cao, y đức cũng cao, quan tâm bệnh nhân không có chút tai tiếng nào. Bố nghĩ trong lòng có sách vở tất mật mũi sáng sủa. Câu nói này chính là để chỉ bác sĩ Từ. Dù sao cho đến giờ tôi vẫn ủng hộ Tôn Tiểu Bạch. Mẹ, mẹ đùa sao? Không thể nào. Tôn Tiểu Bạch chỉ là một tên nhóc, cậu ta so được với bác sĩ Từ sao? Vũ Tinh nhất định phải dẫn về một chàng rể đáng tin cậy cho bố. Con không thể nói con không có bản lĩnh, cả ngày ở đó nói lung tung. Bác sĩ Từ sao vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật nhỉ? Tới rồi, chú Quang, cô Lưu. Bác sĩ Từ đến rồi à? Ngại quá để mọi người phải đợi. Đói lắm rồi phải không? Vừa phẫu thuật xong, thấy mẫu tin cô để lại tôi liền qua đây. Cháu xem, đã 7 giờ tối rồi mà bữa trưa chưa được ăn, vất vả quá. Dì Vũ Tinh mua canh vịt hầm, có tác dụng bồi bổ, mau ngồi xuống ăn đi. Lát nữa ăn nhiều một chút, cảm ơn cô chú. Cô trưởng Quang, cảm ơn cả cô nữa. Nhưng chúng ta đừng khách sáo nữa, mau ngồi xuống ăn đi được không? Được. Chú Quang, cô Lương, cô chú ngồi đi. Được rồi. Hiểu chuyện quá, thật là có nguyên tắc. Không phải sao? Đúng, chân giò hầm tương lúc trưa còn chưa được ăn, giờ chúng ta ăn nhiều một chút. Vũ Tinh, mau gấp thức ăn cho bác sĩ Từ đi. Mau lên, thịt bò này ngon lắm. Vì tôi phải chạy rất xa để mua. Cá này cũng không tệ, cảm ơn. Còn cái chân giò này nữa, phải chân giò ăn đi. Dân cháu sẽ ăn, mau ăn đi. Cô cũng ăn đi, mọi người cũng ăn đi chứ. Ăn đi, ăn đi, cậu phải ăn trước chứ. Bố mẹ cứ nhìn người ta làm sao người ta ăn được. Bữa trưa đã chưa ăn gì. Nào ăn đi, nhanh lên, ăn đi. Chồng, bối bối sao em dậy sớm thế? Em không buồn ngủ à? Có phải là nhớ anh rồi không? Hôn cái nào, hôn cái gì anh xem đi. Sao thế? 4 giờ. Đã nói rồi, đặt xe công nghệ lúc 5 giờ. Mau chuẩn bị đi, sắp muộn rồi. Anh quên mất. Không được, bối bối. Em nghe anh nói, anh buồn ngủ quá. Anh thế này mà lái xe thì không tỉnh táo, không an toàn. Được rồi, chấn lôi, giờ anh đi rửa mặt đã. Tỉnh hẳn đi, mau xuất phát. Bối bối, anh buồn ngủ lắm, anh chỉ muốn ôm vợ. Ôm vợ. Anh đừng làm nũng với em nữa. Anh thật là, mau chuẩn bị rồi xuất phát đi. Không sẽ bị người ta kiện đấy. Mau lên đi. Thích kiện, đi mà kiện, anh không đi được, buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá, chấn lôi. Không chịu được mất, chấn lôi. Buồn ngủ thật, quá buồn ngủ rồi. Dậy đi, bánh quẩy đến rồi. Mau mau, để đây, chủ tịch mời ăn sáng. Lôi lôi đâu? Vẫn chưa dậy. Vẫn chưa dậy. Trời ơi, thật là. Mới được mấy ngày đã không dậy nổi. Đúng là ham ăn lười làm, ăn xin cũng không nổi. Nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái. Thằng bé này từ nhỏ chưa có gì là chưa được ăn. Được chiều quen rồi, không có chút chí khí nào.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta giàu nuôi con gái, con bé chỗ tốt không đi là chọn quả trứng gà non, nâng không được buông chẳng xong. Buổi bối nghe mẹ khuyên đi, con chú ý một chút, xem bên cạnh có ai điều kiện tốt hơn không. Nhân lúc còn sớm đá nó đi. Mẹ, cái gì gọi là điều kiện tốt chứ? Con thấy trong lòng có con là điều tốt rồi. Có tiền tiêu, có nhà ở, cứ tình ý giả dối vui sao được. Con thà ngồi trên xe đạp mà cười, chứ không muốn ngồi trên BMW mà khóc. Ai nói ngồi trên xe BMW phải khóc? Ngồi trên xe đạp khóc nhiều hơn đấy. Ngồi xe đạp không cẩn thận là bị ngã đó con. Con không sợ ngã. Tìm một người thực sự yêu thương con, đó mới gọi là hạnh phúc. Mắt con có vấn đề phải không? Cái này không muốn, cái kia không muốn, cái gì cũng không muốn, cuối cùng sẽ chẳng có gì. Con biết không? Được rồi mẹ à, ăn cơm đi, mau ăn cơm đi. Lái xe công nghệ cũng không dễ dàng đâu, cũng mệt lắm đấy. Anh ấy cũng phải thuộc đường thuộc lối, cũng phải cho chứng lo chút thời gian để anh ấy thích nghi chứ. Bố, mẹ, bố mẹ cứ yên tâm đi, chứng lo nhất định sẽ cố gắng vì con. Được rồi, bố mẹ ăn sáng nhiều một chút. Con đi làm đi. Con không ăn à? Quan chấn lôi đã cho con bé uống thuốc gì không biết. Em lo chết đi được, sao anh không nói gì? Tôi cái xe đạp cũ là báo giật. Con gái yêu quý của anh đã thành trạm phế liệu rồi. Được rồi, anh cũng không ăn được nữa. Ngồi xuống. Đừng lãng phí. Anh ăn cái này đi. Ăn quả trứng này. Bố, mẹ. Bố mẹ không nấu bữa sáng sao? Nấu rồi, bố mẹ cũng ăn hết rồi. Thấy con lấy xe mệt như vậy, không nỡ gọi con dậy. Cũng không biết bao giờ con dậy, bố tưởng con sẽ ngủ luôn đến bữa trưa. Vậy nên không để phần của con. Vậy con đi lấy xe đây. Con sẽ ăn bên ngoài. Đói bụng thì ăn tạm không khí đi, không mất tiền đâu. Cậu nhìn gì thế? Mau đóng cửa sổ lại. Anh này nếu buồn nôn nói với tôi một tiếng, tôi dừng xe bên đường. Đừng. Anh sao thấy sao ban ngày lại uống nhiều vậy? Chưa nôn lên xe tôi đấy chứ. Mau mở ra, tôi nhìn xem nào. Mở ra đi, nhìn gì mà nhìn, lái xe đi. Cậu bị người ta chen vào rồi, cậu lái nhanh lên cho tôi. Tăng tốc đi. Này anh, ở đây giới hạn tốc độ, tôi không đi nhanh được. Cậu không thấy xe khác chen vào hết rồi à? Cậu biết lái xe không vậy? Người anh em, cậu không lái được để tôi lái cho. Tôi phải giữ khoảng cách an toàn với xe khác. Tôi không đến quá gần được. Tôi nhắc lại, tôi đang vội, cậu hiểu chưa? Mau lên đi. Cậu nhanh lên chút nữa có được không? Nhanh lên đi, tôi nói bao nhiêu lần rồi. Tôi đang vội, cậu sao thế hả? Sao cậu vẫn đi chậm vậy? Cậu lái được không hả? Cậu làm gì thế? Ông không lái nữa, xuống xe. Cậu dựa vào đâu mà không lái? Xuống xe, tôi mất tiền rồi. Cậu tin tôi kiện cậu không? Cậu tin tôi kiện cậu không hả? Quay lại cho tôi. Anh định làm gì? Khốn nạn, xuống xe. Cậu có tin là tôi tố cáo cậu không? Không lái nữa, xuống xe. Xuống xe. Đừng lôi tôi chứ. Xuống xe đi. Cậu tin tôi báo cảnh sát không? Nào anh báo đi. Anh còn lý do gì sao? Nhanh vậy hả? Đây là xe của ai?
Xe của tôi uống rượu à? Tôi đâu có uống, anh ta uống. Chú cảnh sát, tôi không lái xe. Có chuyện gì thế? Chú cảnh sát, không, anh cảnh sát. Người này say rượu, ép tôi dừng xe khác và tăng tốc. Bắt tôi chen vào đánh tôi. Nên tôi đã không chịu, tôi mới dừng lại đây. Tôi không có, cậu ta đánh tôi trước. Đừng nói linh tinh, tôi phải kiện cậu. Được rồi, cả hai bình tĩnh đi. Anh sai ở chỗ quấy nhiễu lái xe. Anh sai ở chỗ thô bạo với hành khách. Hay hòa giải đi. Không được, không thể hòa giải, cậu ta đánh thượng đế. Không thể hòa giải. Hay là tôi đưa vụ này cho 110 xử lý. Hai người tự xem xét đi, hòa giải. Giờ tôi đi được rồi chứ, đợi đã. Tuy mâu thuẫn được giải quyết, nhưng cậu đổ xe trái phép trừ 3 điểm, phạt 200 tệ. Anh, tôi đổ xe ở đây là vì an toàn mà. Anh ta cứ quấy nhiễu tôi. Không, phải giáo dục cẩn thận loại người này. Anh im đi, đủ chưa hả? Gấp đến đâu vẫn phải tuân thủ luật giao thông. Vậy nộp phạt đi, mau di chuyển xe đi. Hẹn gặp lại chú cảnh sát. Nhóc con, tặng cậu một chữ đáng. Giờ anh tỉnh rượu rồi hả? Anh say mà, anh cũng biết diễn lắm đấy. Thỏa thuận đã chuẩn bị xong. Tôi có thời gian đến chung cư chuyên gia ký tên. Được. Gây khó dễ cho tôi phải không? Xếp hàng làm phiền tôi. Được. Cái này dựa theo cuộc họp gia đình lần trước. Thỏa thuận do luật sư bên chị soạn thảo. Cậu có thể xem qua. Không vấn đề gì thì ký tên đi. Gần đây tình hình lái xe ra sao rồi? Quan Vũ Tinh, vì cố ý xử lý tôi đúng không? Lại sao nữa? Lại định gây sự gì nữa đây? Vì biết lái xe taxi công nghệ vất vả khổ sở thế nào không? Ngày nào tôi cũng phải dậy từ 3 giờ sáng. Tôi ở trong cái xe nát ấy cả một ngày liền. Cả người tôi đau nhức, đến chỗ đi vệ sinh cũng không có. Chị biết không hả? Tôi cho chị biết. Một ngày chẳng kiếm nổi bao nhiêu tiền. Cái đó không nói. Mỗi hành khách tôi chở ai cũng là ông lớn bà lớn. Tiền không kiếm được, còn phải ở một cục tức. Chị còn liều mạng tranh với tôi từng đồng. Chị định làm gì? Chị muốn tôi chết hả? Tôi làm không được nữa, chỉ cứ coi như là tôi chết rồi đi. Tôi phải chiều cậu như cậu ấm đúng không? Cậu tưởng kiếm tiền là dễ lắm hả? Chị đừng nói khích tôi. Chị suốt ngày lái máy bay, có đồ ăn đồ uống, có người sai khiến. Chị thì biết gì? Chị biết nỗi khổ của tôi phải chịu không? Chị không biết gì cả. Cậu nghĩ lái máy bay không mệt hả? Cậu thấy không mệt thì lái thử đi. Cậu muốn lái taxi công nghệ. Giờ cậu không chịu được khổ à? Được, cậu trả xe lại cho tôi. Không cần cái hợp đồng này nữa. Bố mẹ chuyển về nhà cũ tất cả như ban đầu được chưa? Dễ chịu biết bao. Quan Vũ Tinh, chị độc ác thật đấy. Bắt đầu từ lúc họp gia đình tôi đã biết. Chị đặt ra một cái bẫy để tôi chui vào. Mục đích của chị là đá tôi ra khỏi nhà họ Quan mà không mất một đồng nào. Chị còn lấy danh nghĩa là muốn tốt cho tôi. Chị giả làm người tốt, tôi khinh. Cậu nói xong chưa? Nói xong rồi. Lúc đó cậu muốn lái xe taxi công nghệ, phải không? Đúng vậy thì sao? Sao cái gì? Cậu nói không làm là không làm. Tôi đã nói nhiều lần. Cậu phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Không ai muốn giúp cậu cả đời. Chỉ muốn tôi làm trò cười còn gì. Được, hôm nay tôi cho chị xem đã luôn. Cậu làm gì vậy? Cậu làm gì? Cậu xuống đây cho tôi. Quan Chấn Lôi, cậu xuống đây cho tôi. Các cô, các chú đến phân xử giúp cháu với. Mọi người đến xem đi. Quan Chấn Lôi, cậu thích bài trò. Xuống đây. Viết giấy bảo đảm. Vậy cậu đứng ở đó đi. Chị ruột tôi ép tôi không kết hôn được. Tôi không thể sống thế này được nữa. Tôi nhảy xuống luôn cho xong. Tôi chết luôn đi cho xong.
Quan Chấn Lôi, tôi khuyên cậu sớm chia tay với Lý Bối đi. Cậu đừng hại người ta, không có gì thì xuống. Chị tưởng tôi đùa với chị à? Tôi cho chị biết, chị còn ép tôi. Tôi nhảy thật đấy, chị tin không? Vậy nhảy đi. Chị ruột ép em trai ruột vào chỗ chết. Đến lúc đó tôi xem chị làm người như thế nào. Bố sẽ không tha cho chị đâu, tôi nói cho chị biết. Tôi nói với cậu, khi nhảy xuống tốt nhất hãy nghĩ đầu chạm đất hay là chân chạm đất thì đều chết rất xấu. Ông trời ơi, sao ông lại đùa giỡn tôi thế này? Quan Vũ Tinh, Quan Vũ Tinh, chị lại đây cho tôi. Quay lại đây. Tôi vẫn chưa nói xong. Chị tôn trọng tôi được không? Tôi chưa nói hết. Làm gì vậy? Sao cậu quay lại? Cậu muốn chết mà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người muốn chết nói nhiều vậy đấy. Đúng, tôi thật lòng không muốn chết. Nhưng chị thật lòng muốn ép tôi chết. Được, chị đã vô tình, đừng trách tôi lật mặt. Tôi cho chị cơ hội cuối cùng. Lập tức viết giấy bảo đảm, từ bỏ quyền sở hữu căn nhà. Được, giấy bảo đảm hả? Nào, lại đây. Làm gì vậy? Viết giấy bảo đảm chứ làm gì? Cút ra ngoài. Không viết là không xong đâu. Mau viết giấy đảm bảo cho tôi. Cậu làm gì vậy? Chị viết không? Cậu làm gì vậy? Cậu say rượu làm loạn à? Mau viết cho tôi. Đừng phát đi với tôi. Đi ra đi. Cậu làm gì vậy? Đi vào viết giấy bảo đảm cho tôi. Nhanh lên. Chị viết không? Viết gì mà viết? Có gì để viết chứ? Cậu ra ngoài cho tôi. Hôm nay chị bắt buộc phải viết. Giả giờ tiếp đi. Tôi làm sao thế? Cánh tay tôi đau quá. Chị giả giờ tiếp đi. Chị diễn hay quá ha. Diễn cho ai xem. Im đi. Cánh tay cô bị trật khớp rồi, đừng cử động. Tôi bảo chị viết giấy bảo đảm mà tay chị bị trật khớp. Chị mau đứng lên cho tôi, đừng động vào cô ấy. Từ Tân Phong, anh là bác sĩ, anh có gì giỏi giang chứ? Chuyện nhà tôi không đến lượt anh đâu, anh ra ngoài đi. Giờ người phải ra ngoài là cậu. Để tình anh cứu bố tôi không so đo với anh. Anh mau đi đi, nghe chưa? Tưởng tôi không đánh được à? Cậu không được đối xử với chị cậu như vậy. Đi. Anh đá tôi. Coi như anh nham hiểm. Cậu tự đi hay là tôi gọi điện thoại mà cảnh sát đưa cậu đi? 2-1, không biết xấu hổ. Tôi đi nói với bố. Không sao rồi. Cảm ơn anh, không có gì. Nào, cô ngồi xuống đi. Cảm ơn anh. Cô cởi áo khoác ra đi. Chậm thôi. Cho khớp dai. Phải nắn lại ngay. Thời gian ngắn, cơ bắp hơi lỏng lẻo. Dây thần kinh cảm giác chưa nhạy cảm sẽ không quá đau đâu. Thời gian lâu bắp thịt cô sẽ đau. Bây giờ đã rất đau rồi. Thả lỏng đi. Anh nhẹ tay một chút. Vừa nãy tôi đẩy Chấn Lôi hai cái. Cậu ta sẽ không bị thương chứ? Anh đừng nói thế, cơ thể của anh khỏe thật đấy. Tôi tưởng anh chỉ biết cầm dao phẫu thuật. Được rồi, tôi nắn lại được rồi. Đừng cử động. Giật mình. Không được để bị nhiễm lạnh đâu. Mà mặc áo vào đi. Được chưa? Được rồi. Cô mà mặc áo vào đi. Cảm ơn anh. Vừa nãy tôi sợ lắm. Quá đột ngột. Vừa nói xong là có thể bị sưng. Tôi sẽ giới thiệu một bác sĩ khoa xương cho cô. Sau đó chụp X-quang và nghe theo bác sĩ khoa xương. Cô thấy thế nào? Tôi nghe lời anh. Vừa nãy anh đối phó với Chấn Lôi ngầu thật đấy. Thật sự rất ngầu. Không ngờ anh cũng luyện tập nhỉ. Bác sĩ khoa ngoại cần thể lực rất tốt, nên có thời gian tôi cũng sẽ tập thể thao. Chẳng trách. Hôm nay cô nghỉ ngơi sớm đi. Dân, anh cũng nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, tôi đợi thêm lát nữa. Anh không cần làm. Không sao, cô đừng cử động. Cô phải hạn chế hoạt động tay hay hơn. Thật ngại quá làm phiền anh rồi. Cánh tay của tôi sẽ không có di chứng gì chứ? Không có. Anh không cần dọn nữa đâu. Anh đừng bận tâm nữa. Đợi một lát là được.
Sẽ xong nhanh thôi. Uống cốc sữa nóng, ngủ một giấc. Tôi đi trước đi. Anh đợi một lát, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Cô hỏi đi. Anh thấy tôi thế nào? Rất tốt. Cô là một người hàng xóm rất tốt. Hàng xóm tốt. Vậy với người hàng xóm nào anh cũng tốt như vậy sao? Tôi thế này vì giờ cô là bệnh nhân. Cô đi ngủ sớm đi, tôi đi về đây. Người anh em uống rượu không? Em gái, anh uống được nhiều. Yên tâm đi, rượu hôm nay có đủ cho anh uống. Xuống xe. Anh yêu, hôm nay công việc không thuận lợi sao? Có gì không thuận lợi chứ? Anh là một tài xế, chỉ cần lái xe, không vượt đèn đỏ, không quá tốc độ, không chạm đuôi xe khác, đưa khách hàng đến nơi an toàn là được. Nếu không phải, sao anh lại không vui vậy? Bối bối, em có còn nhớ khi chúng ta còn đi học không? Lúc đó anh thấy mình cũng xuất sắc lắm. Ngoại hình của anh trông cũng được. Anh đẹp trai. Hát hay chứ. Hay. Nhảy cũng được nhỉ. Tuyệt. Đúng vậy. Lúc đó mỗi lần trường học tổ chức liên quan văn nghệ, tiết mục của anh đều là tiết mục áp chót. Chắc chắn rồi, anh đừng quên. Anh còn biết đá bóng nữa. Anh đá bóng rất tốt. Lúc đó có rất nhiều cô gái tặng hoa cho anh. Em còn ghen nữa. Đúng vậy, lúc đó tốt biết bao. Nhưng sau khi tốt nghiệp, bước vào xã hội, anh thấy tất cả đều thay đổi. Làm chuyện gì cũng không thuận lợi. Lẽ nào đời sau của anh cứ trôi qua như thế? Anh cứ là một người bình thường sao? Anh yêu à, anh đừng nói vậy. Anh trong lòng em luôn là người giỏi nhất. Hai chúng ta có thể bên nhau, em rất hạnh phúc. Em nhìn anh bây giờ đi. Và anh chỉ là một tài xế lái xe chở người ta. Quan Vũ Tinh làm cơ trưởng, anh làm tài xế. Cả đời này anh không bằng chị ấy. Sao đang y đang lành anh lại nhắc tới chị ấy chứ? Sao anh cứ so sánh với chị mình? Đương nhiên phải so sánh. Sao anh không được so sánh với chị ấy? Ở nhà họ Quan, người chèn ép khiến anh không thở được nhất chính là chị ấy.
Em không biết từ nhỏ chị ấy đã tỏ ra vượt trội hơn người, đáng ghét kinh khủng, em biết không? Chị ấy vượt trội thì vượt trội, nhưng còn hay bới móc từng lỗi của anh. Chỉ cần anh thở, chị ấy cũng có thể tìm ra 100 lý do để chê anh, coi thường anh. Vậy ít nhất thì bố chiều anh nhất nhà đúng không? Đúng vậy, bố anh chiều anh. Nhưng em biết không, trước đây mỗi dịp lễ Tết, chỉ cần là dịp phải thể hiện, như khi bạn bè họ hàng tụ tập, bố anh chắc chắn sẽ giới thiệu Quang Vũ Tinh với họ. Anh như người vô hình, em hãy nhìn cả đống người trong nhà vây quanh chị ấy, khen chị ấy. Anh yêu, anh và chị Vũ Tinh là chị em ruột, hai người là người thân, không phải đối thủ cạnh tranh. Nếu anh cứ để ý đến chuyện nhỏ nhặt, hai người đều rất mệt mỏi. Em yêu, em đang rót gì thế? Nè, anh xem, cái cốc này như cuộc đời của chúng ta. Dung lượng có hạn, nhưng lại đổ đầy đủ thứ khác nhau. Anh nhìn kỹ xem. Ngoài qua quả ra, những viên đá này chính là tâm trạng tiêu cực bị chúng ta phóng đại lên. Anh nhìn đi, tuy nó vô dụng, nhưng lại chiếm một trọng lượng khá lớn trong không gian cái ly này. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể cho nó cảm giác ấm áp, nhất định nó sẽ tan ra và biến mất. Nào, anh thử đi. Đây là rượu qua quả em đặc biệt gọi cho anh. Anh yêu, chỉ cần chúng ta có thể cho nó cảm giác ấm áp, những tâm trạng tiêu cực này nhất định sẽ tan biến. Lão bà, bà xã, em chính là cảm giác ấm áp của anh. Vậy anh không sợ em làm anh tan ra sao? Lạnh quá. Con trai, con ngủ chưa? Mấy hôm nay nhà đối diện không có động tĩnh gì chứ? Không đến làm phiền con phải không? Một mình con ở bên ngoài, nhất định phải chú ý an toàn.
Hôm qua đột nhiên mình nói những lời khó hiểu đó với anh ta làm gì chứ? Quan trọng là người ta còn không hiểu. Hàng xóm tốt. Hàng xóm tốt là gì? Điều kiện quá tuyệt vời. Nhìn đi, điều kiện này cũng không tốt. Nữ cơ trưởng Ngầu biết bao. Kém ở chỗ nào chứ? Coi thường thì thôi. Không nhắn được một tin nhắn, gọi điện cũng không. Mất lịch sự. Đi ngủ. Cho dù Quan Vũ Tinh như thế nào, từ nhỏ đến lớn cũng có không ít người theo đuổi. Khó khăn lắm mới chủ động một lần. Không nể mặt mình chút nào. Đau lòng quá đi mất. Đau lòng quá đi mất. Chào cậu. Chào cô. Chào cô. Nào mọi người, dừng công việc đang làm lại nào. Lấy đây một lát, tôi tuyên bố một tin tốt. Khoản tiền tổng giám đốc Dương nợ công ty hôm nay đến tay chúng ta rồi. Nhiệm vụ quan trọng nhất quý này đã được hoàn thành. Tốt quá. Công lao lớn nhất lần này thuộc về Lâm Thiếu Thiếu. Công ty quyết định 10,000 kích lệ quấy bằng lì xì 10,000 tệ. Cảm ơn anh Chí Quân, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cô phải mời ăn cơm nhé. Phải, mời bọn tôi ăn cơm đấy. Trật tự nào. Được rồi, tôi chắc chắn sẽ mời mọi người. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố tôi trong khoảng thời gian tôi vào công ty. Nên phần thử này không chỉ thuộc về một mình tôi. Thế này đi, hôm nay tôi mời mọi người đi uống trà chiều. Cà phê và đồ ngọt cứ gọi theo sở thích. Được. Cảm ơn. Vậy chiều chúng ta đi ăn luôn nhé. Được đấy, được rồi, cứ gọi theo sở thích. Cảm ơn anh Chí Quân. Nào, anh Dương lại đây đi. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Mọi người được khách sáo. Còn ai chưa có không? Mỗi người một ly. Mọi người có hết rồi chứ? Có rồi. Bánh cô thích nhất, cảm ơn cô. Thứ bảy anh có rảnh không? Có gì không? Tôi có chuyện muốn nói với anh có được không? Để tôi xem đã, chắc là không vấn đề gì. Thank you.
Vậy tôi xem anh đồng ý rồi nhé. Thứ bảy 11 giờ. Trông vẫn đẹp trai. Chậm thôi. Bố, con thanh toán viện phí rồi. Mình chuẩn bị đi thôi, không cần vội đâu. Bố còn đang đợi gặp bác sĩ Từ. Sắp đến lúc kiểm tra phòng rồi. Bố gặp anh ấy làm gì? Mình dọn đồ xong thì mau chóng trả phòng bệnh cho người ta chứ. Chúng ta phải cảm ơn người ta đúng không? Cũng phải chào hỏi người ta chứ. Đúng rồi, hay là chúng ta mời cô ấy một bữa đi. Đúng vậy, chúng ta sẽ tổ chức ở chỗ của con. Bố sẽ nấu vài món sở trường có được không? Con đừng nói chứ, sống ở đối diện nhau cũng tiện lắm. Bố à, con và anh ấy chỉ là hàng xóm. Bố đừng gán ghép linh tinh nữa. Sao lại là gán ghép linh tinh? Chúng ta không nên cảm ơn người ta sao? Tiểu Cổ, chúc mừng chú Quang hôm nay xuất viện. Chú nhớ lát nữa đi gặp bác sĩ Từ làm tổng kết ra viện nha. Ừ, cảm ơn cháu. Dân ạ. Ôi, mẹ quên mất một chuyện. Đơn thuốc bác sĩ kê. Mẹ bận nên quên đi lấy rồi. Bà coi trí nhớ của bà kìa. Mau đi đi, cô giáo cứ thường thường nhắn tin. Cô đi trả lời đã. Ừ.